Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ui, mãi trên đồi, chúng nó đang bắn nhau rất là căng này. Ok ok, kệ các bạn vậy. Mình đang ở dưới, mình lút đồ cái đã. Ủa, trên này cũng có người này. Mình sẽ lên để góp vui lên nhỉ. Đang có mời sớm mới này, cầm mời sớm mới sớm nhá. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi các bạn ơi, đây rồi các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi, đây rồi các bạn ơi. Ok, đã xong. Cầm mời sớm mới sớm đầu trận vô cùng là easy nha mọi người ơi. Chỗ này chúng ta sẽ có được một cái shotgun mini nhá. Wow, và chạy lên luôn phía trên nào anh em ơi. Khá là nhiều trang bị, mình sẽ kiếm cái khẩu súng mới cái đã. Sau đó là đổ trang bị sau nha anh em ơi. Ok ok. Wow. Chỗ này sẽ là đạn tự liên này. Wow, nhiều trang bị ngon chưa mọi người ơi, quá đã luôn nhỉ. Có cả Ska này. Cái này sẽ là MP40 luôn, quá là ổn luôn anh em ạ. Đây là một cái combo súng phải gọi là chất chơi người rơi. Bắn súng 2 này, đó. Trang bị nào thường mình vứt đi luôn. Lượm thêm ít đạn này. Đồng 2 thì mình cứ vứt đi luôn nhá. Bởi vì là kẹo dùng cái combo súng này nên là với cái đồ này nó sẽ không cần thiết nhá. Đấy, ăn tạm nấm cái đã. Wow. Đây rồi các bạn ơi, ăn tạm nấm cái đã này. Hello mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Có xem này anh em ơi, lấy xem đi xem mạng thôi nào anh em ơi. Còn lại 37 người chơi nữa, vẫn còn khá là đông nha mọi người. Đây. Kiếm thêm mạng nè các bạn ơi. Và kẹo sẽ lên trên này coi. Bây giờ chưa thấy ai cả, sẽ ăn cái này đã. Quả đậu xanh nó chưa ăn được giáp này. Chết cho em ơi, định chơi với anh à? Ok, đổi qua format luôn ạ. Chỗ này thì nó lại có cả ổng ngắm 1x này, tuyệt vời anh em ơi. Ổng ngắm 1x thì sẽ dễ nhìn hơn rất nhiều so với cái ổng ngắm nhiệt nha các bạn. Wow, mình sẽ ăn luôn cái nâng giáp này. Ngon, chuẩn bị có được giáp 14.5 này. Quá ổn luôn ạ. Xuống nhà đây. Lấy thêm đạn tử liên. Ok này. Mình sẽ chạy lên trên này coi. Thì em bắn với nha anh. Ok ok em ơi. Nhưng mà anh thì hiện tại anh full bạn rồi nên là sẽ không có add được thêm người mới. Không add được thêm bạn mới ấy. Đây là chơi sẽ được hả em ơi. Chơi chưa được hả em ơi. Ui. Cắt vậy. Làm gì mà căng vậy bạn. Tới từng hả. Cho em quả liệu lên trên nhá. Một quả liệu lên trên nhé bạn ơi. Vào cho nhà cái đã. Đây mình cuốn tạo máu nha anh em ơi. Có một đứa ở ngay phía trên này. Từ từ các bạn ạ, Con này lên trên chơi sơn nó luôn không nhỉ anh em ơi. Sơn nó luôn nào, ui. Sơn nó luôn nào. Ui bạn ơi. Ui bạn ơi, làm gì mà căng. Ui bạn ơi, làm gì mà căng. Ok ok. Đã sơn nó thành công nhá. Sơ tán nó thành công rồi anh em ơi. Ok ok này. Có một đứa ngay phía dưới nữa, nó đang chuẩn bị chạy lên này. Chạy lên đi em ơi. Lên trên đi em ơi, lên trên đi em ơi. Ui dồi ôi, lên trên đi em ơi. Đã xong luôn nha em. Ok ok. Em lại làm anh sợ quá cơ. Một đứa nữa. Một đứa này. Ui dồi ôi. Lại có thêm mạng nữa anh em ơi. Làm gì mà căng vậy các bạn. Các bạn làm mình sợ đấy nhé. Ok ok. Đây khá là nhiều trang bị ngon luôn. Đây có cả ổ giáp cả. Gắt vậy mọi người. Bắn súng 2 mình để đây nhá. Đây là kẹo sẽ lượm thêm được túi máu này. Cứ bớt túi máu đi anh em ạ. Quan trọng là chúng ta sẽ phải có thêm được đạn súng tự liên này. Ok ok tuyệt vời. Khá là nhiều đạn súng tự liên luôn. Thế này thì ngại gì nữa. Nào để coi.
kiếm xe và đi săn mạng thôi nào anh em ơi. Có một cái xe ở ngoài của mình ấy. Ui đứa đàn nó phá xe rồi, chúng nó phá xe rồi anh em ơi. Thế này thì kẹo chịu rồi. Nó phá xe như này thì kẹo chịu rồi anh em ạ. Chịu rồi chứ còn là chơi sao nữa hả? Ở đây chạy qua thì chỗ này coi. Wow, để coi. Ui, lái xe hơi ngao tí anh em ạ. Ok ok này. Hello, có ai không vậy? Thì ra là một chiếc xe mất chắc. Chạy luôn nhỉ. Lấy luôn xe này chạy, cán người cho nó dễ. Mất tức kệ, mình sẽ đổi qua xe này đi cho nó an toàn các bạn ơi. Đấy, qua xe này chạy đi cho nó an toàn nha các bạn nhé. Úi giời ơi. Anh em thấy kẹo lấy xe ngáo không ạ? Quá là ngáo rồi đấy chứ, ok ok. Săn thêm mạng nào các bạn ơi. Còn lại có 21 đứa nữa thôi mà anh em ơi. Chuẩn bị đi săn mạng nào. Ở chỗ này có một đứa à? Phải không vậy? À có luôn một đứa nhá. Có luôn một đứa nhá. Úi dồi ôi em ơi, chạy đâu hả em ơi? Mày chạy đâu hả em ơi? Ôi phóng lựu cả gắt vậy. May là mình có trang bị cái giáp ngon, thế nên là thằng này chơi sao nổ được kẹo anh em ơi. Hên nhá. Hên là kẹo có giáp ngon mọi người nhá. Nếu không thì kẹo đã phải rời khỏi trận đấu rồi anh em ạ. Ok ok. Wow, mình sẽ lượm thêm máu nhỉ. Không biết là bây giờ mình có nên chơi phóng lựu hay không. Thôi kệ đi, mình vẫn sẽ chơi MP40 nha. Và không chơi phóng lựu nhé mọi người, ok ok. Cái xe này, lên xe luôn và sao phải ngại anh nhỉ các bạn. Chạy xe thôi nào mọi người ơi. Đây để coi. 20 người chơi nữa. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi nào. Xem là 20 thần nữa đang ở đâu. Ui. Úi dồi ôi. Có thể ai đâu nhỉ. Từ từ chạy qua cái chỗ, hai chỗ thỉnh sáng kia coi. Tôi nghĩ là sẽ có đâu người đấy các bạn. Ok ok. Wow, đậu xanh thằng nào chạy xe ngay phía trước kia anh em ơi. Wow, gắt à nha các bạn ơi. Nó lại gắt quá nhỉ. Ok ok ok. Đây là sau mình cũng có người nhá. Nhưng mà mình sẽ xử thằng ở trước cái đã. Em ơi đừng chạy em ơi. Em ơi đừng chạy em ơi. Dừng lại đi bạn ơi, vẫn chạy cả. Như này các bạn lùa nó bằng niềm tin và hy vọng hả anh em ơi, nó chạy nhanh vãi trưởng. À đã quành xuống rồi, ok ok, có cơ hội đuổi kịp. Có cơ hội đuổi kịp rồi nhé. Wow bạn ơi. Chạy nhanh vậy. Chạy nhanh vậy hả? Nó chạy con bên này rồi. Ui. Cái này là chơi đua xe hả anh em? Không phải là game sinh tồn nữa mà bây giờ là đổi qua game đua xe rồi. Chạy nó rồi đó, mệt vãi trưởng. Hello bạn ơi đứng lại đi bạn ơi, đừng chạy nữa, đừng chạy nữa bạn ơi, mình mệt. Ui rồi ôi thằng này vẫn chưa dừng lại này. Không hiểu sao chứ nhé thế nhỉ. Bạn ơi dừng lại đi bạn ơi. Đừng chạy nữa bạn ơi. Bạn sợ mình cả. Wow. Nó tức chạy theo một tròn anh em ạ. What the hell, gặp Phật thủ chính hiệu rồi. Đây tôi đang chạy rất là nhanh nhưng mà vẫn chưa được kịp nó được. Lại vùng lại à? What the hell? Qua phía bên này. Ok ok. Không chịu dừng lại nữa hả? Mệt mỏi với ông quá cơ. Ui thằng này không biết là có phải là một quyết định sai lầm hay không anh em ơi. Nhưng mà ui lại có thêm một xe nữa, lại có thêm một xe nữa. Ui lại có thêm một xe nữa. Lái lụa phết nhỉ. Căng. Thằng này lái lụa phết anh em ạ, lái lụa phết này. Ui, nó chạy kiểu lắc lắc nữa, tôi sợ rồi. Chạy kiểu lắc lắc nha, mà tôi sợ rồi. Chạy phía này coi. What the hell, thằng game đua xe rồi cả. Ui, nó chạy kiểu lắc lắc vãi trưởng nha, mà tôi sợ nó đấy. Ui, ui nha mày, ui nha mày. Ui, gặp chiếc xe kỳ lạ và đã bị đai. Ui trời ơi, không hiểu sao. Thế là xong rồi nha bạn. Kết thúc trận đấu. Như này thì mình chịu rồi.
Out game thôi các bạn ơi. Chán đời thế nhỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.